Một người đàn ông dừng xe bên vệ đường, lây hoay nhìn xung quanh. Khu vực này có khá đông các phương tiện lưu thông. Chuyện gì sẽ xảy ra tại đây? Một màn va chạm giao thông hay một vụ trộm xe mà chương trình camera cận cảnh vẫn thường cảnh báo chăng? Sau khi quan sát cẩn thận hai bên đường, người đàn ông này đã bước xuống xe, lấy chiếc lồng chim được treo phía trước một ngôi nhà. Thế nhưng, có điều bất thường ở đây. Bước xuống từ xe máy, liên tục ngó nghiêng xung quanh, người đàn ông này không hề có vẻ gì là chủ nhân của chiếc lồng chim kia. Anh ta là ai? Trở lại trước đó, người đàn ông này phóng vụt qua căn nhà này một lần. Vài giây sau đó, quay trở lại, vừa chạy xe, vừa quan sát thật kỹ căn nhà. Lần thứ ba, người đàn ông này quan sát ngôi nhà, rồi lại tiếp tục bỏ đi. Lần thứ tư, anh ta quyết định vòng xe lại phía trước căn nhà, quan sát cẩn thận xung quanh. Vừa bước xuống, rướn người để lấy chiếc lồng chim trên cao. Hành động này cho thấy anh ta là một kẻ trộm và chiếc lồng chim treo trên cao chính là mục tiêu mà tên trộm nhắm tới. Nhưng ngay sau đó, một tình huống bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc tên trộm rướn người để lấy chiếc lồng chim, một người thanh niên chạy xe máy ngang qua đã nhanh chóng phát hiện ra vụ việc và đi đến rút chìa khóa xe của tên trộm. Bất ngờ trước sự việc, tên trộm đã phải trả lồng chim về vị trí cũ. Nhưng hắn ta không thể tẩu thoát được vì chìa khóa của chiếc xe máy đã bị người thanh niên phát hiện vụ trộm giữ lấy. Ngay lập tức, người thanh niên tốt bụng báo ngay cho chủ nhà đang ở phía trong biết sự việc. Nhờ tinh thần trách nhiệm của người thanh niên đi đường, chủ nhà đã nhanh chóng bắt được tên trộm. Một lát sau, công an đã đến, tên trộm sẽ trả giá cho hành vi trộm cắp của mình.